Xin chào, 500 anh em đã quay trở lại với channel Phân Lì Đô Phi. Ở chapter 970 trước đó, chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đại chiến độc nhất trên đời giữa Kozuki Den và chính bào kim đỏ với Kaido và bang hải tặc Bách Thú. Một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, một cuộc chiến của 10 samurai và hơn 1.000 tên hải tặc. Với một hải tặc như Kaido và một kẻ như Kurozumi Orochi thì kết quả là thứ tồn tại duy nhất. Còn làm sao để có được nó, có bị ổi, có đi hàng hay không, tất cả đều không quan trọng. Và với những gì đã diễn ra ở chapter 970 trước đó, tôi có thể tự tin nói rằng nếu không có sự xuất hiện và chiêu trò bí ổi của bà lão phù thủy Kurozumi Higurashi thì Kaido Bách Thú không đủ tuổi để bắt lại Kozuki Den trong cuộc chiến này. Và đó là một bước ngoặt không chỉ của riêng trận đại chiến này mà nó còn làm thay đổi vận mệnh của đất nước Wano, của người dân Wano Quốc trong cả một thời gian dài về sau. Dù sao thì trận chiến này cũng đã kết thúc, mặc dù cái đại nghĩa không thể thắng cái hung tàn, nhưng một chính nhân quân tử như Kozuki Den cũng đã kịp để lại một ấn tượng sâu sắc cho một kẻ hung tàn như Bách Thú Kaido. Một hình xăm chữ X tuyệt đẹp trên cơ thể rồng cứng cáp của hắn ta. Hành quyết bằng cách thả vạt dầu sôi là cái cách mà Kaido cùng với Orochi xử tử Kozuki Den cùng với chính gia thần của ông. Và trong chapter 971 mới nhất này là những khung tranh nói về buổi sư tử đó và lý do vì sao Kozuki Den lại phải hàng tuần nhảy múa ở thủ đô Hoa như vậy, cùng với đó là những thông tin cực kỳ hay ho và hấp dẫn khác. Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh, uống chén trà và phân tích One Piece chapter 971 mới nhất này. Mở đầu chapter là hình ảnh ba mẹ con phu nhân Toki cùng với gia thần của cố Shogun Wano, Kozuki Tsukizaki tại lâu đài Oden ở Kuri. Vào thời điểm này là 3 ngày sau khi Kozuki Den cùng với chiến bào kiếm đỏ thua trận và bị bắt nhốt. Dường như lãnh chúa vùng Hakumai, Shimotsuki Yasue đã rời khỏi Kuri và quay về vùng Hakumai, hoặc một điều đó tồi tệ đã xảy ra với ông. Bởi ở cuối chapter 970, chúng ta còn thấy sự xuất hiện của ông ở Kuri, nhưng ở đầu chapter 971 này không thấy đâu. Nhìn vào khung tranh này, với việc xuất hiện ở Kuri và kiểm tra trước thức ăn của Momonosuke và Hiyori, của gia thần Kosogun Wano Kozuki Tsukizaki làm tôi khá ngạc nhiên. Tại sao lại xuất hiện ngay cái ngày mà Kozuki Den sẽ bị sư tử? Đây thật sự là gia thần của Kosogun Wano, Kozuki Tsukizaki, hay tiếp tục là một chiêu trò của bà lão phù thủy Kurozumi Higurashi giả dạng tạo thành? Bởi chúng ta đều biết, sau đó lâu đài Kuri bị bốc cháy, ba mẹ con phu nhân Toki gặp nạn. Với những cú flotic của Oda vừa qua, tôi nghĩ nó không đơn giản như những gì chúng ta đang thấy. Và những khung tranh tiếp theo là hình ảnh bụi sư tử Kozuki Den cùng với chiến bào kiếm đỏ tại thủ đô Hoa. Nhanh nhanh, không mấy khi có vụ hành quyết thả vạt dầu sôi đâu. Chúng sẽ bị thả vào vạt dầu sôi, chỉ một khắc là trợn mắt trắng lên ngay, càng thêm lý do để khẩn trương. Thế là sau cùng hắn cũng không đánh bại được Kaido, dù hắn là một tên lãnh chúa ngu xuẩn thật, nhưng tôi cứ đinh ninh là sức mạnh của hắn không phải dạng vừa đâu, chả biết hắn làm được trò trống gì nữa. Đó là những lời lẽ được thốt ra từ miệng của những người dân thủ đô Hoa dành cho Kozuki Den trong buổi sư tử công khai này. Khuôn mặt của họ không có vẻ gì là thương xót cho Kozuki Den và chiến bào kiếm đỏ, họ có vẻ thích thú với buổi sư tử này. Họ hồ hởi vui vẻ như vậy chắc là vì những người dân này chưa biết được lý do vì sao Kozuki Den lại phải nhảy múa như vậy. Vì sao Kozuki Den lại bị bại trận trong khi Oden có đủ thực lực để giành chiến thắng? Tất cả là vì họ, vì những người dân thủ đô Hoa nói riêng hay cả Wano Quốc nói chung. Ta có một thỉnh cầu, ta muốn có một cơ hội, ta nhất định phải sống. Cả 10 người chúng ta sẽ nhảy vào cái vạc này, nếu ai còn sống thì hãy thả người đó đi, thời gian do các ngươi định đoạt. Và Kaido Bách Thú đã đồng ý với những điều mà Kozuki Den vừa đề xuất này. 1 giờ đồng hồ là thời hạn mà Kaido đưa ra. Điều này có nghĩa Kozuki Den và chiến bao kiếm đỏ phải cố gắng sống sót trong vòng 1 giờ đồng hồ trong vạc dầu sôi này. Tác giả Oda đã để cho chúng ta thấy hình thức sư tử bằng cách thả vào vạt dầu sôi này là kinh khủng khiếp tới mức độ nào. Khung tranh này là minh chứng cho điều đó. Tên lính đã chết tức tưởi ngay lập tức, mắt trợn trắng đúng như lời mà người dân đã miêu tả trước đó. Ngay cả lúc sắp chết tới nơi rồi mà hắn vẫn còn sợ. Ta có việc phải làm, nhảy vô lẹ lẹ đi. Chết đến đích rồi mà hắn vẫn còn đáng kinh tởm. Cho tới lúc này, những người dân thủ đô Hoa vẫn không hiểu được Kozuki Den làm tất cả những điều này là vì ai. Và dù trước đó đã bị Kurozumi Orochi, Kaido Bách Thú hãm hại, bày mưu ám toán không biết bao nhiêu lần, Kozuki Den vẫn tin Kaido sẽ giữ lời hứa của mình thả những ai còn sống sót sau một tiếng đồng hồ đứng trong vạc dầu sôi. Có thể nhiều bạn sẽ nói rằng Kozuki Den thật ngu ngốc, dù biết đã bị Kaido lật lọng không biết bao nhiêu lần, tại sao vẫn tiếp tục đi tin lời hắn sẽ thực hiện đúng dao kẹo. Nhưng với riêng tôi, Kozuki Den không phải là một người ngu ngốc, tin người hay gì đó. Nó chỉ đơn giản là bởi ông không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm như vậy. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi video này. Kozuki Den nhảy vào vạc dầu sôi đang sôi sùng sục, da thịt ông bỗng cháy, một sự dày vò thể xác không thể kinh khủng hơn. Nếu là một người bình thường như tên lính kia thì mắt trợn trắng chết ngay tức khắc, nhưng Kozuki Den là một sự khác biệt với phần còn lại của đất nước Wano. Ông là một anh hào tuấn kiệt đầy sức mạnh và có khí phách của một bậc đại trượng phu, luôn nghĩ cho đại cục. Bởi vậy cái nỗi đau thể xác mà ông đang gánh chịu này chẳng là gì so với sự trăn trở làm sao để mở cửa Wano, làm sao để tống khứ được bang hải tặc Kaido để hạ bệ Kurozumi Orochi mà không làm tổn hại tới người dân vô tội. Tới lúc này đang đứng trong vạt dầu sôi này, Kozuki Den vẫn chẳng nghĩ điều gì cho bản thân mình cả. Ông toàn nghĩ cho những người khác, cho các gia thần của mình.
Nếu đúng theo lẽ thì các gia thần của ông, chiến bào kim đỏ phải là người hy sinh đứng trong vạc dầu sôi để cứu chúa công của mình, Kozuki Oden. Nhưng những điều mà chúng ta đang nhìn thấy ngược lại hoàn toàn với điều đó. Trong chốc lát bị dầu sôi dày vò cơ thể, Kozuki Oden vẫn bình tĩnh đứng trong vạc dầu sôi và nâng đỡ những gia thần của mình, chiến bào kim đỏ trên vai ông. Đúng là những việc phi thường như thế này chỉ có thể làm được bởi những người phi thường giống như Kozuki Oden. Tôi không biết trong giây phút này, chiến bào kim đỏ, những gia thần dưới trướng Kozuki Oden có suy nghĩ như thế nào. Và tôi cũng không biết trong số những người này có kẻ phản bội thật sự hay không. Và nếu có thì kẻ đó sẽ nghĩ điều gì với những việc mà mình đã gây ra. Chuyện quái quỷ gì thế này, lũ gia thần của hắn còn trả rớt xuống vạc dầu sôi nữa. Orochi cho rằng Kozuki Oden đã làm sai thỏa thuận ban đầu. Nhưng đúng là 10 kẻ bọn chúng đã nhảy xuống vạc dầu sôi thật. Kaido đáp lại lời của Orochi. Từ những điều đang diễn ra ở thủ đô Hoa với Kozuki Oden và chiến bào kim đỏ này, làm tôi liên tưởng ngay tới Luffy thân yêu của chúng ta. Trong chapter 321 trước đó rất lâu, ở Long Ring Long Land, với sự xuất hiện và sức mạnh áp đảo của Doroth Aokiji, Luffy đã đưa ra một giao kèo với Aokiji. Quyết định đi nào, ta với ngươi, một chọi một. Với một người thiếu sự nhạy bén giống như Usopp thì nghĩ rằng Sanji và Zoro bỏ chạy khi Luffy ở lại chiến đấu với Aokiji là một sự hèn nhát. Nhưng Sanji và Zoro hiểu Luffy đang muốn gì, cậu ta đang muốn cứu lấy các thành viên trong ban hải tặc mũ rơm của mình. Và Aokiji biết rằng, ta đồng ý một chọi một và thắng rồi, nhưng nếu ta tấn công một thuyền viên nào đó, ta sẽ vi phạm lời hứa, có phải vậy không thuyền trưởng? Quay lại chapter 971, trong trường hợp này, Kozuki Oden cũng tương tự như vậy. Ông biết nếu cả 10 người cùng nhúng xuống vạc dầu sôi, thì có thể cả 10 người đều sẽ chết. Nhưng nếu chỉ một mình ông nhúng người vào vạc dầu sôi này, thì cùng lắm chỉ một mình ông chết và những gia thần vẫn có thể sống sót. Điều này có nghĩa, Kozuki Oden đang chơi một canh bạc may rủi, ông all in tất cả vào kèo này, nó 50-50. Bởi ông tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh thể chất của mình và ông càng tin tưởng rằng Kaido sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Nhưng Kaido là một hải tặc tàn bạo chứ không phải là một đô đốc hải quân lương thiện giống như Aokiji. Vì thế điều này thật sự là một canh bạc rủi nhiều hơn may cho Kozuki Oden. Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có kết quả trong chapter sau. Nếu bạn đang ngồi với một em sinh tươi thì bạn sẽ cảm thấy 2 giờ đồng hồ trôi qua chỉ giống như mới 2 phút vậy. Còn nếu bạn đang ngồi với bà lão phù thủy của Kurozumi Higurashi, chỉ mới 2 phút thôi nhưng cảm giác dài như 2 giờ đồng hồ vậy. Đó là một cách hiểu đơn giản cho thuyết tương đối của Einstein. Và nó đang đúng trong trường hợp này của Kozuki Oden và chiến bào kim đỏ. Chúa công, để chúng thần xuống đi. Vậy thế nào, chưa được một phút đâu lũ bay. Một phút trôi qua dài như một thế kỷ vậy. Ta cảm thấy chỉ cần mỗi sức nóng thôi cũng đủ làm nướng chính mình rồi. Tại sao Raizo lại nói những điều này trong hoàn cảnh này, trong khi những bao kim đỏ khác đang im lặng, đang ngồi im để không rung lách, thêm đau đớn cho Kozuki Oden. Câu nói của Raizo thật sự làm tôi khó hiểu, đặc biệt là khi Raizo là một cựu thành viên của đội Oniwa Bansu. Trong video phân tích chapter 970 trước đó, tôi đã có một sự nghi ngờ rất có thể Shinobu là một kẻ phản bội liên minh. Nhưng với những hành động của cô trong chapter 971 này, nó chứng minh Shinobu không thể nào là một kẻ phản bội được. Cứ tưởng là hắn sẽ la thất thanh rồi chết trong khổ sở tột độ kia. Ta đi đây chứ cái tên lãnh chúa ngu xuẩn này không đáng để ta phí thời gian cho hắn. Đó là lời lẽ miệt thị Kozuki Oden của một kẻ đang đứng xem bụi sư tử. Và Shinobu vô cùng tức giận phẫn nộ với điều này, cô tấn công và muốn giết chết tên đó. Đó là hành động bộc phát từ sự yêu mến kính phục Kozuki Oden của Shinobu. Và cũng nhờ Shinobu kể ra tất cả sự tình thì người dân thủ đô Hoa, người dân Wano Quốc mới hiểu được họ có cuộc sống bình yên như vậy là nhờ điều gì. Và cũng nhờ Shinobu mà chúng ta biết rằng Kurozumi Orochi không hề ham muốn quyền lực. Ngôi vị Shogun Wano cũng chỉ là bàn đạp để hắn trả thù cả đất nước Wano mà thôi. Orochi muốn báo thù cho gia tộc Kurozumi của mình, muốn hủy diệt đất nước Wano. Như tôi đã nói ở trên, bà lão phù thủy Kurozumi Higurashi là nguyên nhân dẫn đến tất cả những sự việc này. Nếu Orochi không gặp bà ta thì chắc chắn hắn ta vẫn là một kẻ tầm thường thuộc tộc Kurozumi. Theo như lời của Kurozumi Orochi đã kể với Kozuki Oden thì nhiều năm về trước, gia tổ của ta đã bị kết án và bị ép phải mổ bụng tự sát. Cả gia tộc ta đều lâm vào hoàn cảnh điêu đứng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cả một gia tộc ở lại đó đã bị bắt đuổi, bị khủng bố bởi những kẻ không quen biết tự cho mình là nhân danh chính nghĩa. Chúng đánh đập đẩy bọn ta xuống sông, giết hại bọn ta. Kẻ phản bội thì đã chết từ đời nào, thế mà chỉ cần mang cái họ của Kurozumi thì có là một đứa trai ranh đi chăng nữa cũng vẫn bị xem là tội phạm. Đây là cái kết cho kẻ thua cuộc trong cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc ở Wano Quốc. Mà đó là cuộc chiến vương quyền thì không có sự ác độc hay xấu xa, mà chỉ có kẻ thắng và người thua mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu với bản chất không mấy tốt đẹp của mình, gia tộc Kurozumi với người đứng đầu là ông nội Orochi chiến thắng trong cuộc chiến vương quyền này? Tôi chưa hình dung ra, nhưng chắc chắn không mấy tốt đẹp gì cho đất nước Wano này. Để trả thù cho gia tộc Kurozumi của hắn, Orochi đã bắt cóc hàng trăm người già trẻ em lớn bé và rất nhiều vũ khí để cống nạp cho Kaido. Và cũng nhờ Shinobu mà chúng ta biết rằng thời điểm Kozuki Oden tấn công vào lâu đài Orochi 5 năm trước, tức lúc Kozuki Oden mới quay về Wano. Ngoài sự xuất hiện của ông lão đánh đàn tỳ bà Kurozumi Semimaru và bà lão phù thủy Kurozumi Higurashi thì còn có cả Kaido Bách Thú. Và một màn haki đối chiến đã xảy ra giữa Kozuki Oden với Kaido Bách Thú.
Kẻ thù chỉ chăm chăm vào việc báo thù, không quan tâm gì tới lợi đất nước này. Việc thắng bại chưa biết thế nào, nhưng rõ ràng số người mất đi sẽ không hề nhỏ chút nào. Thế nên lệnh chúa Odin đã chấp nhận lời đề nghị của Orochi. Nếu ngài ấy chịu thực hiện màn múa khỏa thân hàng tuần đúng vào thời gian đó, xem như lời tạ lỗi với gia tộc Kurozumi, thì ngài ấy sẽ đánh mất đi địa vị của mình, nhưng đổi lại ngài ấy sẽ cứu được 100 mạng người sau mỗi lần nhảy múa như vậy. Chúng hứa 5 năm sau, sau khi đóng xong những con thuyền, chúng sẽ rời khỏi đất nước này. Ngài ấy đã đặt lòng tin vào lời hứa đó của bọn chúng. Vậy nên hàng tuần, ngài ấy đã chu du từ vùng đất này sang vùng đất khác, mà tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì. Với những điều mà Shinobu vừa nói này, cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết lý do vì sao Kozuki Den lại nhảy múa khóa thăng hồng tuần trước rào đài Orochi, và việc ông nhắc tới những con thuyền Kaido ở chapter 969 trước đó là gì. Chắc chắn người dân Wano Quốc sẽ thay đổi cái nhìn và cách suy nghĩ về ông chúa múa của họ, người mà họ đã sỉ vả xem thường trong suốt một thời gian dài vừa qua. Từ những điều cực hình mà Kozuki Den đã phải chịu đựng về thể xác và cả tinh thần này, chúng ta mới thấy được sự vĩ đại của Kozuki Den là tới giường nào. Tôi thấy nhiều bạn nói rằng Kozuki Den quá ngu ngốc, quá yếu mềm và tin người, nhưng thực tế có phải như vậy? Ông là một lãnh chúa, nên đúng ra là một shogun của cả đất nước Wano. Vì thế sau lưng ông không chỉ là một gia đình bé nhỏ với vợ và hai đứa con, mà sau lưng ông là cả một đất nước với rất nhiều sinh mạng cần được sự che chở. Cái ngôi vị shogun của ông sẽ trở nên vô nghĩa nếu như nó được dựng lên bởi bàn xương máu của những người dân vô tội. Và Kozuki Den không phải là người bất chấp tất cả để đạt được mục đích giống như Orochi. Vì thế với việc Kaido và Orochi lấy người dân vô tội ra làm tấm lá chắn, Kozuki Den không còn cách nào khác ngoài việc hành động như trên. Với một người luôn khao khát được sống để thực hiện mục đích mở cửa Wano Quốc của mình, và bao nhiêu chuyện đã xảy ra với ông, tôi nghĩ Kozuki Den xứng đáng được sống để thực hiện cái ước nguyện của mình. Bởi thời điểm 20 năm trước này, ông chỉ mới 39 tuổi, còn quá trẻ để chết như thế này. Tại sao tôi lại hy vọng Oden vẫn còn sống? Bởi Kozuki Momonosuke vẫn còn quá nhỏ để có thể thực hiện được ước nguyện của cha mình. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi mà thôi. Nhưng giống như tôi đã nói trong video phân tích chapter 970 trước đó, có thể Kozuki Den thật sự sẽ chết, giống như lãnh chúa Shimotsuki Yasue thật sự đã chết. Điều này là một quả nổ tinh thần cho tất cả người dân Wano, hun đúc sự báo thù, sự phục hưng gia tộc Kozuki của King Emon và các bà kim đỏ khác. Nếu Oden thật sự chết, tôi tin rằng phu nhân Toki vẫn còn sống, và bằng một cách nào đó Momonosuke sẽ trở thành một thanh niên 28 tuổi ở thời điểm hiện tại. Bởi như vậy thì nó mới phù hợp với việc Hiyori 26 tuổi. Trên đây là tất cả những phân tích của tôi về chapter 971 này và một vài dự đoán cho những chapter sau. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.